Rồi, em xin chào nhà nha. Hôm nay em lên thêm lô mới cho nhà chọn ha. Thì bên em vẫn là cọc chuyển khoản mới đi hẹn nha. Còn nếu tin tưởng em á, chuyển khoản hết bên em bao ship ha. Rồi đầu tiên một con Swatch Swiss thụy sĩ nha. Nên em hay hỏi con nào chuẩn hãng thụy nữa là chốt mấy này thôi nha. Chỉ có Swatch Swiss thôi. Cái hàng này thì không có hàng nhái rồi. Nên nhà mua mấy cái này dùng thì cứ yên tâm ha. Dây khóa zin đó nè. Này độ mới cao. Đơ mi trắng. Cái nền thiết kế niền khía nha. Anh em mà hay sưu tầm Swatch chưa có mẫu niền khía nè, dám cá là chưa có luôn. Từ cái mẫu này mới bán đầu tiên luôn nha. Chưa có thì mình chốt sưu tầm ha, dây khóa zin Swatch nhập hiệu ha. Mặt sau nắp này mở cái thay pin ha. Bây giờ anh em hỏi làm gì mở cái thay pin nó còn dính bụi. Swiss mat thông số đủ nha. Dây khóa dài, dây còn dài so với mặt. Xây cái mặt nó 37 nhưng mà dây chắc 19 luôn nha. Dây khóa chốt an toàn đầy đủ ha. Lên tay nè. Thì form này anh em tay tầm 10 như 17 như em á, nếu thích mình đeo, còn điếu chuẩn á, đeo đẹp 16, 16 đủ về đeo đẹp mấy form này. Có nhìn em tay to 18, họ thích đeo nhỏ thì mình cứ chốt đeo bình thường nha. Nó là sở thích mỗi người ha. Cọc số có viết có dạ quang chấm bi quá, số học trò test thôi. Đúng rồi, số học trò dạ quang chấm bi, lệch góc 3 giờ mặt đen bao công, kính không sứt mẻ, kính đẹp nha, dẫn báo quét lông mèo ha. Rồi xe 37 đổ về đó nha, con này 36.9 37 đứng luôn là 42 mỏng 11.5 700 nha, 700k A90 ha, 700k A90 thụy sĩ nha nha. Rồi một con Citizen dòng Eco Ray, con này mặt xanh hiếm nè. Cái kính nó có lớp chán gương nha, chán gương này kiểu ra nắng coi nó không có chát mắt, lịch dạng niên ha. Đây, Citizen Eco Ray STSA, nó cũng thuộc dòng cao nhưng mà con này cũng hơi hơi cổ nhưng mà nó còn mới nè. Nó titanium mà còn vậy nha, thấy em quay kỹ này. Độ mới rất cao ha. Ta kêu thường anh em hay gọi là Citizen kim kiếm là nó nè, cây kim nó như cây kiếm vậy đó. Cọc số có dạ quang ha, anh em hay săn mấy dòng này lắm. Đây, được con này độ mới cao nữa, rất ít ha. Pin năng lượng khỏe nha, mấy dòng này bên em bán là pin bao bao nhà khỏe mới được nha. Tự pin nó khỏe em mới reset được, mới chỉnh giờ cho nhà được. Còn pin yếu á, anh em đã từng chỉnh mấy con này nè, pin yếu nó sẽ quay vòng vòng nha, chỉnh không có được nha, tức là pin bị yếu rồi đó. Nên mình cân cân nhắc, có nhiều anh em nhắn tin hỏi tại sao em chỉnh mà quay vòng vòng á, nó là bị pin yếu nha đó. Anh em lưu ý cái chỗ đó ha. Con này độ mới khỏi bàn nha, hàng si mà nó mới, nói chung nó hơn 90 luôn á, nhưng mà hàng si em báo 90 thôi. Quay kỹ cho nhà xem mặt sau nó thấy nè, titanium thì vẫn có mã, cứ search Google thôi. Nếu mà anh em mới mà kia muốn trải nghiệm mấy dòng này chưa có biết á, cứ bấm là Citizen H410 là gan này ha. H410 dòng Duratest dòng cao nè, mắc in sao băng nè, lắp ráp bên Nhật đáy sấy nè, dây mặt trong như thế nè. Dây con này dài lắm, cái này cái khóa nhìn nhìn thấy là biết nó đồng hồ nó ít có dùng rồi, anh Nhật đeo một hai lần thôi nha. Khóa nó STSA nó nhập hiệu đó. Dây nè, đâu ai đeo đồng hồ để cùng dây vậy nha. Nè, dây về sọc về từ các dây luôn ha. Lên tay mặt xanh, kính sapphire nha, pin năng lượng kính sapphire lịch vạn niên ha, tháng thiếu tháng đủ gì cũng bước qua ngày mới tháng mới nha. Này mới nha, ngày xưa nếu mà giá trị ban đầu cũng tiền triệu nha, tiền 8-9 triệu đó. Xe 38 mỏng thì 9 đi 8 nha, nếu mà cái càng thì đôi thì càng cúp mà tan ra đeo không được đó. 45 nha, form này cứ size 37 nha, size 17 chứ, 17 nha em đổ về đeo rất là đẹp luôn. Anh em tay 18 đeo nhỏ muốn tùy mình ha, siêu nhẹ là nó đó. Cho nên em mà dị ứng với bản thép inox mồ hôi muối nè, chốt này. Nó bản thép máy bay thấy phay xước luôn. Kính nè, lớp da chống chóa. Nhìn có đồng hồ xịn nhìn đã nha, mà độ mới nó cao nữa chứ. Rồi 1250 mà A91 nha. 1250 thôi, A91. Pin năng lượng khỏe nha. Rồi em có cọng dây nè, dây này dành cho mấy anh em cơ cổ dây châm. Dây châm thường mấy này dây nó mạ bạch kim vàng trắng nha, nhưng mà hàng si mà anh em nào hiểu, anh em nào biết rồi biết ha. Còn này em vẫn bán là một dây bản thép nó cho dễ. Rồi con này Maruman là bản nội địa nè, mắc in Malaysia ha, lắp ráp Malaysia nè. Nhìn kìa, nhìn cái màu thấy nhìn bạch kim bóng bóng loáng. Rồi cái này dây châm dây dài lắm, dây về mấy dây châm gỡ được nha. Đó, nè, ra mấy thợ nó gỡ tuốt được hết nha, nè nó có trong đây có đồ gỡ nè. Nhìn em không biết á, tưởng đâu là dây châm tháo không được, tháo được hết nha. Xe 18 đầu 18 dây thì dài. Rồi 150 mã dây nha, 150k mã dây, dây nội địa Nhật nó đó.
Rồi một con độc lạ, con này có thức này dáng nhà thấy như mấy con cơ cổ xưa vậy, nó là pin thôi, nhà thấy nè, nó chạy kim giật nè. Đó. Nhưng mà cơ nó sẽ chạy pin kim trôi, nó trôi vậy ha. Còn này cơ chạy kim giật, mặt thiết kế nè. Vừa cọc số thẳng mà số ngoài số đôi nha. Đó, rất hay, có báo thức nha, con này có báo thức cái full nước vàng đẹp lắm, máy Nhật nước vàng vậy cùi vậy. Con này kiểu giá trị sưu tầm thôi, anh em mà thích kiểu đồng hồ mà cái dáng mà kiểu dòng dòng đời mới á, mà dáng cổ là máy này thôi, chỉ có máy này thôi nha. Mặt sau đây máy của Citizen, nó chạy máy Miura của Citizen, để bật báo thức cho nhà xem ha. Này kéo ra thì chỉnh giờ bình thường đây, chỉnh giờ bình thường đây, rồi chỉnh đúng giờ cái đi. Đó, 36 nè, đẩy vô rồi nếu muốn chỉnh báo thức á, nhà kéo này ra là bật báo thức nè, cái nút này bật báo thức, rồi kéo cái mắt giữa nè, cái mắt giữa ha, chỉnh báo thức lấy kim nhỏ nè. Đó, ví dụ mình đặt 8 giờ, 8 giờ nè, bật cái này ra là đúng 8 giờ nó sẽ báo thức. 8 rưỡi nắm tay 9 giờ đó, dễ ha. Rồi em chỉnh cho nó là đang là nó đụng cái kim này là báo thức thôi đó. Để cho nhà nghe nè. Cũng hay ha, anh em sưu tầm được tắt nè. Tắt báo thức rồi đẩy này vô thôi, đơn giản thôi, nước vàng nè, dây da của Nhật, dây da từ Nhật về vậy nha. Nó quăng gì đó. Này quăng quăng gì ta, quăng đà điểu cá sấu gì nha. Dây da xịn đó nè, anh thấy nè. Ủa, con này dây xịn dưới ta, dây của gì hiệu gì? Nó dập hiệu luôn nha, nè dây của con gì ta, giống con XL nha. Rồi cái dây nó vậy ha, thì con này nha nó buộc phải dây, nó không không cần đẻ rồi, hoặc là thiếu đẻ về nhà mình lắp đẻ, nhưng mà khỏi cần đẻ nha, tự cái nhà đeo vô, nhà đeo xỏ dây mới có tới đây à, tới đây thôi, nó đâu có dương dài đâu, nên không cần đẻ ha. Nhiều lúc nó có đẻ nó dướng dướng líu nữa, nên có gì anh em khỏi cần đẻ vô cũng được, nó bình thường nha, dây cũng còn ok, về đeo thôi, dây rất là dẻo, dây xịn luôn á, dây nó có dập hiệu vòng vòng thấy xịn rồi. Rồi một con này dáng cổ, dáng Vintage xưa thôi, xây nhỏ nha, cái xe 33.4 thôi, giá trị sưu tầm thôi nha, đứng con 40 mỏng, nó chính đi bài ha. Anh em nào đeo nồi đồng có đá thì đừng nên chốt mấy này, để này cho những anh em ta sưu tầm ta chốt ha. 650 mà à, 89 nha, đeo uống phê pháo chút lát này nè, đó giá trị hoài cổ nữa thôi, lên tay nè, rất là hay đó. Đeo là lạ báo thức này nè. Rồi 650 a 89 nha. À, con Bullitt, Bullitt là thương hiệu Ý hay cảnh sát Mỹ vậy nha, Bullitt là biết rồi, thương hiệu cảnh sát á. Lịch lọc gốc 6 giờ là cái mặt thiết kế nha, thấy cái mặt nó thiết kế như dạng như này là màu trắng tiết đi. Mấy cái khía là mấy cái thiết kế mấy cái khía như mấy cái khía số vậy nha, mình coi theo máy này coi giờ. Lịch lọc cái ở trong nó nhìn như cái lòng chảo vậy, nhưng mà con này kính do anh nằm trong lô nha, kính nó nè, thấy nhìn nghiêng á, nhìn nghiêng là thấy lông mèo nhiều lắm. Nhưng mà nhìn vô cái mặt trắng, kiểu cái mặt nó trắng nhìn nó bị không thấy cái lông mèo nữa đó nha, để gì xài bình thường. Còn em muốn bóng là nó bulia, bulia mấy chục ngàn là đẹp thôi, nguyễn là kính zin nó không sức mẻ là ok rồi đó. Dây khóa nè, dây khóa zin đó nha, khóa zin bolit đó nè. Mặt sau đây xe to nữa chứ, máy Nhật nha, máy Nhật, máy ta băng Nhật đàng hoàng nha. Đó, bản thép bulit dập hiệu đó, anh em mà kiểu đeo mỏng to là chỉ có con này thôi, có bulit thôi. Mặt thiết kế cũng lạ nữa, đảm bảo anh em xài đồng hồ mà dán dây lụa chưa có con bullet gì luôn, chưa có mặt cái gì nè, mặt tuyết trắng tuyết. Rồi cái kính này có báo nha, nhìn nghiêng nó nha, nó sẽ có lông mèo rất nhiều nha, nhìn thẳng thì bình thường, nó nên bullet thôi. Nên con giá con này giá bình dân 600 mà giờ giá bình dân cân nhắc để anh em về có bullet, kính bullet chừng mấy chục, mấy chục ngàn trăm đổ loại thôi nha. Xe ngang của nó là 41.8, chịu đứng luôn là 46 mỏng 8 đi từ khóa dập hiệu bơi bullet nè, hoặc là để gì bình thường nha, không ảnh hưởng gì đâu. Bình thường nha, bản dây lụa. Rồi con này 600 A92 nha, 600k A92 nha. Anh em sưu tầm dáng là lạ chốt mấy đó. Rồi một con điện tử Casio đi, dáng vuông tăng. Con này thì nó dòng multiband 5 nữa nha, nó ghi multiband 5. Có nhiều anh em hỏi multiband 5 là gì, tức là nó sẽ bắt được năm sóng radio bên nước ngoài, còn Việt Nam thì cứ chỉnh cho bằng tai, Việt Nam không có sóng radio nha. Rồi multiband 5 và multiband 6. Con này thì dán điện tử không á, dán vuông mà điện tử không á. Đây trên đây là ngày thứ nè, ngày tháng năm nè, thứ dữ nè, đầy đủ hết nè, giờ nè, hiển thị đầy đủ cho mình xem ha, xem được nhiều múi giờ thế giới nè.
Úc, Paris, Pháp thì tùy anh, muốn coi nước nào tùy mình. Bấm giờ thể thao 6 tiếng nè, bấm ngược chứ, bấm ngược 6 tiếng. Bấm giờ thể thao nè. Báo thức nè. Bật báo thức nè. Bật báo tiếng nè, bật báo thức báo tiếng nè, đúng tiếng trên cái nè đó. Đó. Rồi, tắt báo thức. Quay lại giờ bình thường. Đó. Nó vậy thôi, nó dòng Multiman 5, Multiman 6 nó vậy thôi, đèn đèn LED. Độ mới cái này cũng ok, phay xước nè. Hàng xây ở vậy thôi nha, 80% thôi. Thì cái dây này từ Nhật nha, từ Nhật về nó vậy nha. Dây này nó em nghĩ chắc nó xịn hơn cái dây Vin nó luôn đó. Dây này nó dày cùi à. Nè. Về chỉ đeo thôi. Khóa nè nè. Nhìn nói chung lên anh Nhật gắn gắn vô con này cũng chắc cũng hợp lệ nha. Đó. Thì dây này dễ lắm, sau này mình không thích dây này nó lắp dây dù, mấy con này mà cái nhà lắp dây dù vô xài đúng bền luôn nha. Rồi xe ngang của nó luôn là 38. Chịu đứng luôn là 46, mỏng là 12.5. Đầu này đầu 20 ha, lắp dây thép bình thường nha. Đó, vì anh em thích dây thép lắp dây thép tùy thôi. Nhưng mà cái này đúng dây của nó phải dây cao su để mình đeo chống thấm mồ hôi mà. Để mình cho nhà xem cái mã cái search Google nha. Cái gì anh em thích search Google tìm hiểu thêm xíu nữa. Casio WV59T nó là gang này thôi. Cái nắp sau đó, như uy tín ha, máy chuẩn nha, bao nhà chuẩn hãng Casio. Mấy con này ở nhà đeo thì ăn đứt mấy con điện tử Việt Nam rồi. 450 mã A88 nha, 450 A88. Đây Casio thì con này cũng thập niên 80 90 á, con này cũng thuộc dòng cao nè, Databank nó dòng cao nha. Thì thứ nè, thứ năm ngày tháng giờ bấm vào đây thì lưu được 30 số điện thoại. Đó. Báo thức. Này chỉnh thêm múi giờ vô thế giới vậy đó, chỉnh tùy mình thôi, muốn coi nước nào cũng được. Này time là gì nè, bấm gì thể thao chứ stop gì nữa, nhiều chức năng lắm anh em về nghiên cứu ha, quay lại giờ bình thường. Con này thì nhiều chức năng hơn mấy con mà điện tử thập niên 80 90, nhưng mà nó cũng thuộc dòng xưa nha, dòng xưa của Nhật á. Việt Nam mình ngày xưa không có con này xài, chỉ có mấy con thường kia thôi, nhưng mà người Nhật ta xài mấy con này ha. Casio nữa nha. Đó. Dây khóa nè, này cho anh em sâu rầm, nó cũng thuộc dòng Casio xưa. Cái này thì lắp ráp Korea Hàn Quốc nha. Đó. Nè, mắc in cách in Korea Hàn Quốc, dây khóa Casio dập hiệu ha. Để em coi bên hông có file gì ha. Nước si còn đẹp nha, nước si còn ok á. Con này tầm nếu mà tính mà nó cổ cổ á, tầm gần 80% thôi. Tự mấy này thì có lông mèo về mấy dây thép thì đánh bóng được rồi. Bully đánh bóng tùy mình, nhưng mà hàng xây em nghĩ cứ cả nhà cứ để đeo gì nè. Đeo nó hoài cổ gì nhìn nó hay hơn. Đừng có bóng quá. Cái dây hiệu ok, dây zin đó luôn, Casio dập hiệu. Rồi xe ngang của nó luôn là 31.7 đứng. 36.4 mỏng, 8 ly. Rồi 350 A93 nha, 350k A93. Dòng cao quá. Rồi, cái quýt nha. Con này thì bên Nhật thì họ ưa đeo mấy cái vụ mà dây chuyền á, đồng hồ quýt dây chuyền nè. Này là cộng dây như cộng dây chuyền nha, nước vàng, giống vàng 18 vậy. Bây giờ vô 18k nó là vô luôn, này không phải nha. Chỉ vậy nè nha, thương hiệu Careo vậy, nhưng mà con này chạy máy Ronda Thụy Sĩ chưa để giá luôn. Con này cái quýt này em bán nhà giá 230 đi, 230k mã quy Q22 đi nha, Q22 230k ha, Q22. Con này chạy máy Ronda Thụy nha, em có ghi nè. Thì thợ thay pin nó họ ghi dùm máy Ronda Thụy Sĩ nó này nhỏ nha anh em, về là móc khóa hoặc dây chuyền. Hiện tại nó là gì nè, nó làm như dây chuyền vậy đó. Giờ mình không thích dây chuyền thì mình cứ làm móc khóa tùy mình thôi. Xe ngang của nó là 31.5 mỏng nè, 7 ly 9. Máy Ronda Thụy nha, như bán như bán bộ máy nha, 230 ha. 230k nhà mua không có mua được cái bộ máy Thụy Sĩ đâu, tự hàng xây cái máy mua được chứ. Tokyo Sat con này quýt. Con này bị ế hả ta? Bị ế nha, con này em sale mạnh đi. Mấy anh em nào sưu tầm quýt mà kiểu mua tặng ship á, nên chốt có mấy này, này mới, độ mới cao lắm. Cái hộp còn nguyên si đó. Nói chung nha, mình mua hàng si giá trị thấp nhưng mà mình tặng á, quà tặng á, là nó ý nghĩa cao nha. Đó là chỗ này nè, mới lắm. Tokyo, Stone, máy Nhật ha. Máy Nhật, máy dòng Miyota, dòng máy mới vậy đó. Máy đề cao á, siêu bền là nó đó. Cái bản kỷ niệm gì của thành phố Tokyo gì đó nha. Đó, theo em biết thôi, này còn siêu chưa bốc chứ không phải giờ bị hư gì đâu. Đó, giờ thì bốc siêu qua, còn siêu chưa bốc mà. Đó, mới tin nè.
dày mới lắm. Rồi xe ngang của nó luôn là 47 mỏng 12.9, có giấy mua năm mấy 24 năm 2013 nha. Đó, anh em hỏi sản xuất năm mấy là có luôn nha, ngày 24 tháng 1 năm 2013. Đó, có anh trai hỏi đồng hồ sản xuất năm mấy em bó tay thì còn giấy, đúng rồi thì em nói đúng mà, như còn giấy tờ mình biết, còn không còn giấy thì bó tay nha, mình cứ biết máy Nhật bản thép, máy Nhật siêu bền cứ mua đeo thôi, nói vậy cho dễ. 300 nha, 300k ha, mở cũ đi. Nó thì hàng này rớt lợ nè, hàng này là lô bán rớt lợ, nó màu hai con như nha, nó bán sale bình thường. Có nhiều anh trai có khi mới mới lên trả 350 không bán nha, nhưng mà dạng cuối cùng vẫn sale 300 bình thường nha, chuyện bình thường nha. Nó nên anh em mình cân nhắc cái lô mới thì đừng đừng trả giá cho em nha, tại em chưa cân nhắc được giá nên không có bớt được nha, thà không bán luôn chứ không có bớt được. Rồi con này thì thương hiệu Varari và Citigen nha. Này Citigen này nó full đen, được cái là dây ngắn nữa chứ. Đó, full đen mà dây ngắn nữa thì quá quá rẻ cho những anh em mà hạp với màu đen với lại tay nhỏ luôn rồi. Đó, thì em hay nói là anh em mà tay nhỏ với hạp màu phong thủy màu đen á, chốt đồng hồ si rất là rẻ luôn nha. Con này thì độ mới khỏi bàn, như thấy mới tinh à. Dáng vuông tăng ha. Ở cái mặt trước nó có một cái nút nha, cái nút nó rất là hay luôn nè. Có nguyên dòng số nhìn kiểu lạ, con này rất là lạ luôn. Trên đây cái này nó nhám nhám chứ không phải bị ấy nha, bị nó thiết kế nhám. Kính là kính giác cạnh, ê, kính đúng là kính nó lồi lên nè. Mới lắp này mới tinh nè. Dây thì hiện tại dài có 16 thôi, tay 15 đeo được nha. Để em chủ yếu là em mở cái nè, nó còn nguyên xi, mở cốt để em đo cái dây thôi. Để cho anh em mình về mất công hô dây không đúng nha, để em đo cho chuẩn nha. Nè Ferrari, con này thì lắp ráp ở China nha, thì sao băng nè, máy Nhật nè, lắp ráp nhà máy China ha. Mới xuất về thị trường nội địa Nhật cái nha, bao nhà là chuẩn nha, chuẩn máy Nhật nha. Rồi con này thì em đo từ bên đây rồi, thì có nhiều anh em chưa biết đo cái vòng tay mình á. Ví dụ cái dây này là 16 nè, nè từ cái đầu bên đây là không nè, cái nhà quay qua tới bên đây là à, cái lỗ cuối cùng nè, chứ không phải đo chỗ này nha, đo chỗ này là sai nha, đo chỗ lỗ cuối cùng nè đó là 16 nha, thấy 16 ngay chốc nha, nè từ bên đây qua đây 16 thì mình cứ trừ hao ra 1 cent, 1 cent đi, mình đeo 1 cent là 15, tay 15 mà đeo ok hơn 14.5, nó tùy thôi đó. Chứ không phải là 16 đeo như dây dài 16 và tay 16 đeo chặt nha, nó rất khó chịu nha. Nó nên mình để ý khúc đó ha, dây dài 16 tay 15 có báo nha, dù có mắc dây mình thay lắp mắc dây, nhưng mà anh em tay nhỏ đeo đi, em nghĩ là tay nhỏ đeo rồi. Full đen mà độ mới cao nữa. Rồi 450 mã A94 nha, 450 A94. Con này dáng cũng lạ, em cho rằm thôi. Xe ngang 38 năm đứng luôn là 40,5, mỏng 11.5. 450 A94. Rồi em lên chỗ nhà đây, một con Nivara nha. Nivara thương hiệu này, thương hiệu Thụy Sĩ nha, này máy Nhật thôi, nó sau này bán cho Nhật máy Nhật. Con này thì dáng cũng lạ, cái dây mới độ mới đó nha. À, nó là bản thép đúc nha, thép đúc mà còn mới nè, cái này nha, thấy nè, còn phay xước zin luôn, chưa đánh bóng spa gì, cái kính đó, không sức mẻ, lịch gốc 3 giờ ha, bữa nay ngày 3 điểm chỉnh cho đúng ngày rồi. Thì mấy cái đồng hồ mà máy thường thì cái nhà cứ tới tháng phải chỉnh giờ rồi. Đó, có những con lịch vạn niên rồi nữa thì cái nhà biết ha, lịch vạn niên khỏi chỉnh. Đó, đúng giờ, đúng ngày, đúng tháng là tự nhảy bước qua ngày mới, tức là nó là một chạy bộ máy rất là thông minh ha. À, ngày 3 đẩy thôi. Thì có nhiều anh em cứ thấy con Renault pin năng lượng lịch vạn niên có 400-500 ngàn, hô mắc nữa là bó tay nha, cái cục pin thôi mấy trăm ngàn nha, phải sức nè. Dây của nó nè, mặt sau đây đáy sảy ha. À, con này bản thép đúc, anh nào mà kiểu thích mà đầm tay á, đầm tay chốt này đeo mà kiểu đầm tay à, lên tay nè, rất là ôm tay luôn, dáng cũng lạ. Nó đeo con này thì bao không đụng hàng nha, con này thì kiếm chiếc thứ hai cũng hơi khó nha. Dây thì chắc 20 nha, dây con này dài, mày tính cho nó như hàng, một con hàng trưng bày, mặt đen kính đẹp, có dạ quang để này chắc có dạ quang rồi, test dạ quang chưa, đây có dạ quang nha, có dạ quang ha. À, mới nha. À, hàng xây mà quay kỹ thôi nha. À, những nhà đang mua con cận mới vậy đó, rồi bữa bán 8 8 8 80 như vậy. Xe ngang của nó luôn là 39 mỏng như thay đằng tài nha, mỏng thì có 10 ly thôi, càng nha, càng cấp luôn á, 45 này bán 800 đi nha, 800k đi nha, 800k cho anh em mua sưu tầm.
800 nha, độ mới cao quá. Nói chung tùy độ mới nha, cảm ơn nhà mua mắc hơn 100-200 ngàn thì đổi lại cái độ mới cao này nè là rất là vừa. Nói chung là mình mua con đồng hồ vừa ý, hơn 100-200 ngàn cũng không thành vấn đề nha. Với lại hàng si nó giá này là quá rẻ so với con hàng mới. Hàng mới cái nhà có thể bỏ bên Nhật ta dẫn bán cái này 3-4 triệu là bình thường nha. Đó nên là mua hàng si thì 100-200 ngàn không tới đâu, nhưng mà đổi lại con hàng mới vừa ý mình nha, 800 A45 nha. Đây một con đây cơ nha, con này thì em lên lợi Elgin, thương hiệu Mỹ. Thương hiệu Mỹ, máy máy Nhật nha. Con này là cơ automatic có trợ có tay nha, núm cổ chai luôn. Nó thuộc dòng cơ mà dòng nhái á, là máy này dòng lặn lặn lội á, là vặn cái núm ra nè đó, vặn cái núm ra cái nhà kéo hết thì chỉnh giờ, đẩy mắt giữa chỉnh lịch đó, đẩy vô xíu nè, bởi nghe xíu nó lên có tay cho nó đó. Khi tối mà mình không không đeo á, mình cứ nè lên có tay nè đó, là nó sẽ chạy thôi. Thì cho nhà xem máy luôn đây. Thì cái con cơ thì em có báo ha, con nào mà máy chạy chuẩn là cái máy người ta rất là trơn tru mới chạy chuẩn nha. Còn máy khô dầu là chỉ là chạy trễ hay là chạy nhanh chạy chậm gì đó, đó là máy khô dầu. Còn máy ta đang chạy chuẩn á, đó là trơn tru. Chẳng lẽ giờ em mở máy ra em lắc cho máy văng ra luôn nha, thì nó ấy quá nè. Cái bánh tốc ấy, cái bánh đà của ta nè, nó lắc từ từ nó chạy nè. Đó có nhiều anh em thấy cái bánh này nó không lắc nhiều á, cứ nghĩ là máy khô dầu không có nha. Có nhiều cái bộ máy á, nó cái bánh này nó không cần lắc, nó chỉ là qua lại thôi là nó đã hoạt động cái máy rồi, nó đã tích được code ở nhà. Đó, nhà sản xuất thiết kế rất là hay ha. Chứ còn có nhiều cái á thì nó sẽ quay luôn, quay vòng vòng vòng, nó tùy theo bộ máy nha, chứ không phải là máy nào cũng cũng phải quay vòng vòng nhanh này, nó không có nha. Cái này cái nhà chỉ là cầm lên thôi, lắc nhẹ là cái máy bộ máy ta đã chạy rồi. Còn mấy kia nha quay nhiều nha phải lắc. Đó. Con này nè y vậy thôi là nó đã một cái lượng code rất là nhiều rồi nha, nó rất là đơn giản ha. Có nhiều anh em không biết cứ hô khô dầu, máy đang chạy chuẩn mà sao khô dầu được nha. Đây con này thì có nè Miyota nè, sao băng chuẩn nội địa nè, 21 chân kính nè. Cái máy nó là dạng nhám nhám nha, nhám nhám nha, máy mới lắm mà thấy máy là mới tinh nè, chưa có lao dầu hoặc là gì hết à, máy zin của ta đang chạy chuẩn chứ có lịch nó chờ có tay nữa nha. Giờ cái nhà mua như cái máy máy này giá trị cái máy ra thôi, chứ thật sự con đồng hồ pin cái nhà có con cái nhà đẹp đó. Nếu mà Elgin máy Thụy á 1 triệu mấy cái nhà phải mua pin rồi, vẫn có giá đó, nhưng mà máy cơ mấy nhà mua có 1 triệu 350 à. Giá quá cân nhắc cái nha, núm cổ chai nè, đáy sấy nè, nó đang chạy chuẩn nè, nó dốc đâu đúng không, 5 giờ mấy là chỉnh trước tiếng rồi đó nè, nhưng mà cái kim chạy đúng đó. Đúng giờ của ta đâu có sai đâu nha, nó đang chạy rất chuẩn, nó niền xay ha. Thì con này thì cái niền nó dạng điểu lông mèo có đó nè, có vết lông mèo xíu đó. Kính thì cũng lông mèo không sứt mẻ đâu nha, không sứt mẻ nè, độ mới nè, mặt xanh bản dây thép. Rồi một con Elgin thương hiệu Mỹ máy Nhật đó. Máy Miyota 21 chân kính có trợ cấp tay nha, xay 39.4 39.5 này, đứng luôn là 46 mỏng 13 ly, dây thì dài bản thép đúc nha, dây miên man luôn. Nó có cái dây tăng đưa ở đây nha. Gài vô thì gài vô cái nhà vẫn còn dây dài tới 19 luôn nè, dây tới 19 mấy lần 19 20 luôn á. Rồi con này thì em vẫn vậy nha, 1350 nha, chịu 350 mã A6 nha, chịu 350 A6. Rồi một con Senko, con này thì bản titanium, kính sapphire nha. Thì cái dòng mà cái nhà cứ đi mua một con Senko mà bản nội địa Nhật, lắp ráp bên Nhật mà kính sapphire máy chuẩn nội địa luôn, mà giá có nhiêu đây 650, quá bình, nói chung quá bình dân cho anh em mà mua đeo nồi đồng có đá chỉ có máy này thôi, với bản thép máy bay nữa. Anh em dị ứng với bản thép inox mồi muối thì chốt máy này nha, thấy cái thép máy bay mà còn vậy nè. Đó. Máy này thì không có C3 rồi, cái chắc xin của người ta vậy luôn á, là biết cái độ mới nó còn cao rồi, bên hông ở đây còn phay xước luôn nè, titanium mà còn phay xước. Thường mấy này là kính sapphire nhưng mà hàng si không có bao sapphire đâu nha, thấy kính sơ thôi biết kính sapphire rồi, hô vết gì chống nước tới 20 bát titanium 2 lịch luôn nha. Chỉnh nè, đấm cổ chai chỉnh cái lịch nên thứ thì đúng này, cái lịch ngày ơi chết là chỉnh lại thứ năm nè, chỉnh nhanh nó mướt không. Rồi xe lên là chỉnh thứ ha, xe xuống là chỉnh ngày nè, đơn giản đẩy vô thôi, vặn núm là đơn giản. Mặt sau đây con này là bản kỷ niệm như có tiếng Nhật đó nha, thường là mấy bản kỷ niệm nhà để ý
Nó có một cái hàng chữ bên đây nè, hàng bản kỷ niệm của Suzuki vậy nè. Suzuki vậy nè. Đó. Lamborghini, bản kỷ niệm xe, tức là cái hãng xe đã đặt đồng hồ bữa đó ha để cho nhân viên hoặc là sao đó tùy. Đó, tùy theo mình nghĩ thôi. Nó điện kiểu em đón vậy thôi. Mắc in sao băng lắp ráp bên Nhật nè. Nó ghi dưới đây nè, Suzuki đó. Lamborghini xe nha, nó bản kỷ niệm xe đó. Ừ, con này dây thì so với cái mặt thì dây dài 18 luôn nha, lên tay nè. Rồi siêu bền là mấy này, siêu nhẹ, siêu bền. Xe ngang nếu mà không đo rìa và đo vậy nha. 36 nha. Anh em tay vừa tay nhỏ dán quanh tẹt nha. Nếu đo rìa tới 38 này nha. Đứng luôn là 41 mỏng. À, 9 ly 2. Rồi 650 mã A32 nha, 650 A32 ha. Đây một con rì luôn không có anh trai, nhiều anh trai hô mấy con này giá cao giá căng, pin năng lượng lịch dạng niên nha, chạy máy phải dòng đời cao cấp lắm mấy cái máy lịch dạng niên nha, nó còn pin năng lượng thôi đã hơn rồi, có 550 à mà cao với nha. Cái nhà đeo con này thì em dám bao nhà đeo cỡ 2 năm chưa sinh nhơn này nữa, nó cứ sáng thức dậy cái tọt vô đeo thôi, đeo tiếp xúc ánh sáng mỗi ngày thì pin nó sẽ tự sạc thôi đó. Pin mà từ Nhật mà nó khỏe về nhà theo đeo mấy năm là bình thường, cục pin tuổi thọ người ta tới 5 10 năm, cái chục năm bình thường mà nha. Ừ, dây khóa nó nè độ mới nè, với lại cái mặt con này à, thiết kế mặt trắng nó độc không rất lạ nha, dòng Renault dòng Citizen nha, nó chạy máy H415 của Citizen luôn à, giống cái máy con nãy nè H415 H415 độ mới cao, anh em tay nhỏ thôi, tay 16 được. Dây của nó nha, dây này thì 18 17 năm đi, cái tự cái mặt này 17 năm mà đeo thoải mái rồi, lên tay nè, lịch dạng niên nha. Rồi xe ngang của nó nha, 35.6 chiều đứng rồi, 43.7 mỏng nha, 9 ly 4. Rồi con này em bán 550 mã A95 nha, 550k A95, một con Swat Swift. Con này thì chuẩn thị rồi, này lịch rất là độc ha, lịch ngày bên 9 giờ nè, gọi thứ gốc 3 giờ có dạ quang mặt xanh. Con này thì full zin nha, full zin nó vậy luôn nha. Nó có dạ quang nha, mặt của nó xanh biển chảy tia, kính không sứt mẻ nha, cái này còn đẹp nè. Nó em thích dây da bản Thụy Sĩ á, chuẩn Thụy Sĩ là chỉ có máy Swat Swift thôi, không có hàng nhái đâu. Nắp mở cái thay pin chạy máy Swift mát nè. Đó. À, dây của nó dập hiệu nè. Thì cái dây này nó vậy nha, chứ cái nhà đeo nữa, đeo mấy tháng cho dám cá chưa xin dây đâu, tự nó răng thôi đó. Nè, ở ngoài còn đẹp. Ừ. Cái dây zin đó đó thì anh Nhật nó đeo chỗ cái ngắn đó thì nó có vết thời gian xíu à, Swatch chập hiệu. Rồi xe ngang của nó luôn là 37.4 đứng 42 mỏng 10 lá 5, thì cái dây đó thì em bán nhà 500 thôi, này 500 nha, về sau này anh em mình có thay dây thay, còn thôi cứ để đeo này đeo 3 4 tháng chứ sinh nhơi đâu. Ừ. Rồi 500 A41 nha. Rồi thì em lên kính cho nhà đi. Đây nha, một cái kính này kính mát kính tâm. Con này thì cái dáng thì anh em xài kính là biết rồi. Cái dáng Ray-Ban thôi chứ không phải là kính Ray-Ban ha. Ừ. Cái dáng của nó Ray-Ban thôi. Anh em mà thích sưu tầm kính kiểu dáng Ray-Ban chốt này, nó một cây kính Nhật nữa nha, kính Nhật giả Ray-Ban nha. Ừ. Nước vàng con này thì ở trong đây nè, có nè kiểu nó phai phai nhẹ nhưng mà nước vàng cũng còn ok như thấy đó, chứ không phải là bị trầy chốc gì nhiều ha, em có báo kỹ để anh em mình chỗ này chỗ đeo của người ta đó. Nhưng mà nước vàng ngoài đây còn rất là đẹp nha, về anh em bắt cana sẽ bóng lại bóng như chỗ này nha. Này còn dính kiểu cái dơ dơ nè, chưa có kịp lau luôn. Cái này cái gọng nó thấy thiết kế không khác gì con Ray-Ban hết, nhưng mà cái chồng kính là kính tâm kính mát có răng, kính ở đây có răng như thấy, nhưng mà em đeo vô là không có khuất tầm nhìn nha, không có khuất tầm nhìn nha, nó vẫn còn ok nè, kính đẹp. Ừ, mấy nút này cũng ok nè. À, rồi con này thì dán Ray-Ban đeo ở nhà đeo mà chẳng lẽ tao lại tao giật cái kính ta coi có phải Ray-Ban không ha. Ừ, đeo thì ai biết đeo Ray-Ban hay dính gì ha, y hệt nó không khác vậy đó. Rồi, cái kính để em đo size cho. Kính râm kính mát nha. Xe ngang của nó luôn là 13 chấm 7.5 nha. Ừ. 7.5 size cũng chuẩn 230 nha. 230k mã K33 ha. Kính râm kính mát có báo răng đây nha, nhưng mà không khúc khuất tầm nhìn đâu, cứ đeo bình thường. Em có đeo thử rồi. Rồi cái này cũng vậy luôn. Cái này thì
Nó là kính thời trang của Nhật nhưng mà thiết kế đẹp, thiết kế đẹp, cũng là kính râm kính mát. Chúng mình đeo đi đường đi nắng như bình thường nha, đeo chữa lửa, đeo đi đường bụi nữa là ok rồi. Mấy mắt này còn đẹp lắm, mấy mắt kính thấy thời trang Nhật nhưng mà người ta thiết kế bộ kính bộ mắt rất là xịn nha, thông số cũng có nè. Chỗ này thì dạng pha nhẹ không thể thành vấn đề nha. Nó full đen, con này nó mới lắm do nó nằm trong lô thôi chứ thật sự nó dạng mấy cây này kính trưng bày mà nè, kính trưng bày hoặc là kính tồn kho mà, thấy không? Mấy nút này thấy chưa có đeo rồi. Rồi một cây cũng dán Ray-Ban luôn ha. Em thích đeo kính đen á, dán Ray-Ban chốt 14 nha. Cái này to 14. Rồi cái này em bán nhà giá 130 thôi. Tiền nào của nấy, 130k 32. 130k K32 nha. Cây này thì cây kính kính này chắc em nghĩ là kính thể thao nha, kính thể thao ha. Anh em nào mà thích đeo mình đeo. Kính thể thao nha, cái dáng, cái tròng cái mắt này còn đẹp ha. Màu kia màu trà ấy thôi, màu nâu màu trà vậy. Cái thiết kế cái gọng này kính xe đạp, chạy xe đạp này nó cũng được, dạng kính thể thao mà. Mấy cái nút này còn mới nè. Rồi xe ngang của nó luôn là 14.5 nha, 14.5 nhưng mà mặt 13 mấy đeo được hết, tự nó dạng thể thao đeo rất là ôm ha, đeo vô là ôm cái khuôn mặt mình liền. Cái dáng nè mới lắm, 150 mã K30 nha, 150k K30 ha. Đeo đi đường chạy xe cũng hay nữa, tự nó là kính xe đạp mà chống bụi nữa. Đó. Nó dạng thể thao mà. Đây, cái kính này mới độc nữa nha. Kính này siêu nhẹ luôn. Đó, nguyên một cây màu màu trà như cái hiệu nha, có hiệu nè. Hiệu Son gì đó. Đó. À, dẻo lắm nha. Màu trà nguyên cây luôn, à, cái nút này còn đẹp nè, mấy nút không. Này là nam nữ dùng chung được, kính này đeo đi kính mát kính tâm luôn nha. Đeo đi chơi cũng được nha, này kính thời trang cũng được, đeo thời trang cũng được nha. Đó. Chắc. Rồi xe ngang của nó luôn đây. 13.5 nha, 13.5. Nam nữ dùng chung được hết, này chắc á. Này, đó, đẹp nha, kính mắt kính còn đẹp ha. Rồi 150K29 nha, 150K K29 con này đeo chắc như không đeo luôn, nó nhẹ hiều à. Tự nó nhựa, nhựa cao su gì á. Rồi cây này nha, cây này rất là độc nè. Cây này kính thường em thấy người ta hay kêu kính đi bộ sao nha. Sao mà kính có đi bộ ta, cho nên đi tập thể dục là nó có một cái như vậy nè, dụ mà có va đập gì nó sẽ nhúng vô vậy nè, nhúng nó sẽ bảo vệ cái mắt mình ha, rất hay luôn. Cái mắt kính này còn rất đẹp nhưng mà nó có độ nha, như kính mát thì rất hay, có độ, có lớp màu hồng mà chống tia UV gì đó, mà độ mới hay cao ha, này thấy không, rất mới mà dẻo mềm lắm. Cái này thì chuẩn nội địa Nhật, lắp ráp bên Nhật, mắt in sao băng nè, thấy em quay kỹ thấy độ mới nè. Cái gọng nha, siêu nhẹ ha, cái nút này thấy mới là biết ha. Đây thông số tùm lum trong đây nè, anh em nào gần kính nhìn thông số 45 17 130 thì cái form này em nghĩ cỡ nào cũng được, tự nó dẻo mà to cũng được, không có gì bó cứng nha. Dù có nhiều anh em mặt to sợ nó bó vô nhưng mà cái này nó mềm. Xe ngang của nó luôn là 10 12 13 đi nha, 13 nè. Rồi cái này 200 nha, 200k K28. Có độ có lão nha, về mình đeo vừa đeo để mình coi có nặng không. Rồi cây này nó chắc hơn 2 nha, hơn 2 độ, 2 độ lão như có báo nha. Cái này tới 2 cái có lớp bảo vệ rất hay luôn. Rồi 200 mã K28 còn thôi, về mình đeo vừa đeo còn thôi, lắp cái kính mát kính gì tùy mình ha. Rồi anh em nào mà dạng như fashion này nữa, thích đeo hàng hiệu là chốt cái này Gucci nha. Gucci nó mắc in Italy nè, cái này chuẩn nha, cái này hàng chuẩn Âu luôn nha. Này bán giờ bán cái gọng thôi, tự cái mắt của nó bị nè, nói chung đeo nhưng mà mình thấy mấy cái này nè, nó cũng nhìn cũng án tầm nhìn. Về thì mình thay cái chồng tùy mình, nó chủ yếu là bán cái gọng thôi, gọng hiệu nha. Đây có chữ G nè, mấy nút này chữ G zin nó hết rồi. Này nè, thông số bên đây nha. Một cái gọng Gucci ha, nè ngoài cái ghi Gucci nha, hàng Gucci cái nhà biết rồi, từ con đồng hồ luôn rất là cao ha. Nó anh em nào thích hàng hiệu đây, chữ G ở đây nha, nó dập chữ G này về spa ra. Anh em nào mà xài kính gần kính nhìn cái này là biết hàng xịn đó nha, Gucci. Rồi cái dáng đây nha, chắc luôn, anh em đeo chữa cháy cũng được bình thường. Cái này nói chung nhìn nó kiểu nó phai mà tầm nhìn thôi, nó kiểu án án nhẹ nhẹ thôi nhưng mà vẫn đeo được. Tùy anh em ha, em bán cái gọng.
Xe ngang con này 13.8 nha, 13.8, 13.7, 13.8, nhưng mà mặt to mặt nhỏ gì được hết, nó ôm á, nó ôm sát cho cái mặt mình luôn mà, mấy nút này zin đó, nguyên zin. Nhưng mà cái kính này thì không biết zin hay không, tự này cũng thay được mà, thay bình thường nè, mở nút ra là thay kính thôi, thay kính bình thường đó nha. Rồi 250 mã K31 nha, 250 K31, nguyên cái gọng Gucci ha, kính là Gucci thương hiệu. Rồi một cái kính này thể thao, nhưng mà kính này nhìn nó đã lắm, chắc lắm nha. Đó, kính thể thao cho mấy anh xe đạp hoặc là đi chống bụi chống nắng di chuyển bình thường. Cái này là kính mắt trà, nhìn cái mắt khá là xịn rồi. Kết cái mắt con này đeo đúng ngầu luôn. Nó nhìn y như mắt cú mèo vậy. Đó, hay ha. Đó. Độ mới cao lắm này á. Đó. Rồi, anh em nào mà chạy xe đạp hoặc là đi bộ muốn muốn làm gì làm, muốn đi bộ hay đâu đeo cũng được cái nè. Rồi 180 mã K27 ha. Kính thể thao 180K27 để em đo cái này. Con này 13 năm nha, 13.5 đó. Sơ phơm mặt tầm 10, đeo kính là tầm 13, 13 năm đổ lại đeo cái này ha là vừa. To quá thì nó kiểu này nó không có bung được, nó không có bung được, nó không phải như mấy cao su tầm 13 năm đổ về ha. Có báo để anh em to quá về đeo không được cái uổng nha. 180 mà K27 nha, 80K27. Rồi một con cái này bán cái gọng thôi, bên đây thì không có chồng. Cái này thì cũng là nó là cái chồng trắng, kiểu chồng để người ta đo thôi, về nó lấy cái này người ta đo để người ta lắp cái chồng thôi nha, chủ yếu là cái gọng đó, cái gọng rằn ri đó. Nè, thương hiệu luôn, Anium Play là gì đó. Đó này gọng hiệu ha, thấy này của Hàn Quốc hay gì nha, để em coi như có nãy có đọc đúng rồi, Made in Korea Hàn Quốc nè. Nói chung là kính Nhật nhưng mà lắp ráp Hàn Quốc vậy. Nè, nó kiểu màu nhám nhám nha, nó cũng có hơi nhám xíu đó. Anh em mà thích kiểu màu rằn ri mã não đồi mồi gì đó là chốt mấy này đúng, cái này dành cho mấy anh nam ha, tự xay nó to nha, để đo xay coi. Xe ngang của nó luôn là 10 13 chấm mấy chuẩn rồi, 13 chấm mấy xe chuẩn, 13.6 và chấm 7 gì đó. Rồi 200 mã K26 nha, về mình lắp chồng mát chồng gì cũng tùy mình, còn thôi mở cái này ra đeo không cũng được. Có nhiều anh em mấy anh thanh niên đeo kiểu đeo thời trang mà nó là cái gọng Nhật ha, nó lắp ráp Korea Hàn Quốc. Rồi cái này thì mắt tròn, cái này cũng Hàn Quốc nên cũng chung hiệu với nhau thôi. Nói là thấy kính của ta xịn đã không? Thì cái nhà mua không bao giờ 170K là không bao giờ mua được cái gọng này ở Việt Nam mình đâu nha. Anh em đã từng đi lắp mắt rồi nào biết rồi, mắt in Korea nè, không bao giờ mình mua được cái gọng này ở Việt Nam đâu. Rồi rất là xịn nhẹ nữa nha, nhẹ. Thì thường mấy chú mà bị lão á, mình nên phải thiết kế một cái gọng rất là nhẹ. Đó, chốt là nên chốt cái này nè, đeo mỗi ngày mà phải nhẹ chứ. Cái này thì đang là mắt trắng nha, mắt trắng anh em mà thích đeo mình đeo để về đeo luôn. Mấy chị cũng được, form này nam nữ dùng chung mà. Xe ngang của nó luôn là 10 13.13 13.1 13 đi. Rồi 170 K25, 170 K25. Rồi kính này là kính lão nha, có độ nó ghi 3.5 độ này cho mấy chị nữ. Đó nè, kính xịn nha, Valentino Chitti gì đó. Kính này hay dẻo rồi, cái này đeo thời trang luôn. Nếu mà cô nào á, cái cô nào mà 3 độ mấy á, này tới 3 độ rưỡi là gì, 3 độ rưỡi á, đeo này thời trang luôn, đeo đi chơi cũng được, nó tự nó cái màu nó kiểu qua dân thời trang mà. Đeo vừa đeo luôn nha, 3 độ rưỡi nè. Rồi y vậy nha, 130K thôi, mã K24. Thì 130K thì mình đi cắt kính không có được rồi, không có giá đó rồi. Đâu có ai Việt Nam cắt kính 130K đâu. Đó, K24 ha. Rồi cây này thì nam nữ dùng chung luôn, 3 độ lận. Đó, mấy chú nào 3 độ chốt này. Đó, 150K, 150K là không bao giờ cắt được cái kính ở Việt Nam mà như vậy. Mình cứ nghĩ gì mình mua được cây kính kính độ kính lão, kính độ kính lão, kính si nha, kính si nhưng mà hàng không không phải si nha. Đó, kính si nhưng mà độ mới cao nha. Đó, nhà thấy thiết kế mấy này như cái mắt tre rất hay, kính này cũng độc nha, giá này bình dân rồi. Thiết kế nè, không có cũ nha, kính mới tinh nè, chưa có dùng luôn mà. Rồi xe ngang của nó luôn là 13.13.3 và chấm 4 gì đó. Giá hàng si thôi, độ hàng mới giá hàng si nha. Đó, 150K mà K23 ha. Em hay nói là hàng mới giá IC là chỉ có mấy này thôi. Cái này nam nữ dùng chung. Đó, mấy chú mà 3 độ rưỡi thích kiểu phát sành mà kiểu
nổi nổi xíu á, thì đeo kiểu giả kính lão, giả mát, giả kính mát là máy này đó. Nè, thiết kế nè. Dạ, xem rớt. Nó dây cui nha. Nè. Cái kính này nó đúng 3 độ rưỡi, dây cui. Đó. Máy rộng thì dẻo rồi. Nó có một cái khoang để cho mình bắt cái dây vô nha. Mấy chú nào mà hay hay làm việc nó bắt dây vô cho giữ lại cái này kính hiệu cũng đã. Kính gì nó dập hiệu gì vậy. Nhưng mà nó là một cây kính lão nha, mấy nút này nhìn xịn không. Rồi cây này thì đeo cũng thời trang luôn, nó nhìn cũng đẹp. 150k mã K22 tới 3 độ rưỡi nha, lão 3 độ rưỡi nha. 150k để em đo size. Rồi con này xe ngang của nó luôn là 10 13.5, 13.5 mấy chú. Cây này cũng rằn ri, con này thì độ nhẹ 1.5 mấy cô nè. Mấy cô mấy chú này chú đeo được luôn nha, đeo đọc báo nhà được, đi vòng vòng nhà nào nó đeo siêu nhẹ, chỉ có mấy cái gọng này thôi nhìn nó chắc lắm nha. Thiết kế da beo mấy gọng búng cái gọng mắt thì còn đẹp ha. Mắt còn sáng lắm. Cái kính nhật 1,5 độ nha, cộng 1.5 1,5 độ là dán cái này. Này cho mấy bé làm kính kính cận cũng được bình thường nha. 13 xe ngang 13 150k K21 nha. Đây cái này nam nữ dùng chung được, con này thì lắp ráp bên China nhưng mà cái giá kính thì cả nhà biết rồi nè, mắc in China nè. Nhưng mà nó vẫn là cái kính Nhật đó nha, cái kính Nhật mắc in China lắp ráp China thì có 130k. Cái nhà làm gì đi cắt được cái chồng vậy nó, nên mình nhiều lúc mình có nhiều người ta dị ứng China, hàng Trung Quốc vậy nữa không có nha. Mấy cái này là kính Nhật lắp ráp bên nhà máy đó thôi nha. Độ mới nè. Đấy. Về chứ đồ vừa độ là đeo luôn. Mình cứ xem video có thấy vừa độ của mình đó. Có 1 độ thôi. Rất là nhẹ ha. Rồi xe ngang của nó luôn là 17.5. 130K20 nha. Thì 130K chuyển khoản là bao ship nha. Bên em cứ 100 hay gì cứ chuyển khoản là bao ship nha. Còn cái shop khác thì cái nhà 200 hoặc là 150 gì đó phụ người ta thêm bao nhiêu ship gì đó, còn cứ bên em cứ chuyển khoản bao ship cho nó bán gì quá bình dân này, cái kính đâu có lời nhiều mà còn bao ship chuyển khoản bao ship nữa thì vừa trả giá thì em cũng xin bỏ tay nha. Chili 230 có kính 130k trả 100k chuyển khoản bao ship thôi cũng bỏ tay rồi. Rồi con này thì cũng là lão luôn, con này 3 độ 3 độ mấy chú 3 độ đeo mấy cây này đúng. Thì cái kính này nha, do nó nằm trong lô thì cây nào đẹp thì báo đẹp, cơ cái mắt này nó nè, cái này nó không án tầm nhìn, này này dính keo này không án tầm nhìn, nó có báo nè, để mất công về nhận hàng. Cái này nó có vết sao không báo nè, báo hết nha, em có báo hết nè, coi chủ yếu là quay tới quay lui để coi kỹ để báo thôi, báo để mình đỡ nối tới nối lui nó không hay. Cái kính nó đâu có nhiều tiền bán cho thật, chủ yếu cái gọng này thấy thấy gọng nó mới nè. Này cái nhà đang mua con hàng mới giá si luôn nha, mới giá si là mấy cái này thôi. Gọng thép rồi kính tới 3 độ nha, chắc nghĩ chắc không biết lão hay là cận không biết sao sao vậy cui vậy. Nhưng với cộng 3 là sao ta, chắc lão thôi nghe anh em mà gần kính là biết lão nha, lão có độ gì đó, hình như độ sẽ không ghi đâu, chắc lão mới ghi vậy thôi. Si là 13.7 3.8 nha. Thì nếu mà mấy cái kính bị cận á, thì đúng rồi cận thì đâu có phải ghi vậy, tao đâu phải 3 độ để vô cận phải đi đo, mà cái này chỉ có lão thôi, tao đo đúng độ lão tao đó. Đúng rồi lão nha, 150 mã K19 nha, 50k K19 ha. Rồi thì bên em vẫn là cọc chuyển khoản mới đi hẹn nha, còn nếu tin tưởng em á chuyển khoản hết bên em bao ship ha. Rồi xin chào nhà nha.